Quá trình xây dựng cơ bắp không chỉ cần bổ sung đủ protein mà còn rất cần các loại vitamin và khoáng chất. Vì thế, Masutech đã cho ra đời dòng sản phẩm Platinum Multivitamin với mong muốn cung cấp đầy đủ vitamin cho người dùng, giúp cơ thể khỏe mạnh và tăng trưởng tốt hơn. Sản phẩm chứa 18 loại vitamin và khoáng chất, bao gồm 100% nhu cầu sử dụng hàng ngày đối với các loại vitamin như A, C, D, E, B6 và B12. Ngoài ra, sản phẩm cũng bổ sung thêm 865mg amino acid tự nhiên kết hợp với các loại enzyme tiêu hóa tốt cho sức khỏe. Sử dụng Platinum Multivitamin giúp bạn tăng cường hấp thụ dinh dưỡng từ thực phẩm, tăng cường trao đổi chất, tăng tổng hợp protein và phát triển cơ bắp, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, tăng cường sức khỏe mắt, cải thiện hệ thống miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa, giảm lo lắng, căng thẳng, giúp da và tóc khỏe mạnh hơn. Để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và độ tinh khiết cao, mỗi sản phẩm đều được kiểm soát nghiêm ngặt bởi bên thứ ba nhằm đưa sản phẩm tốt nhất đến tay người tiêu dùng. Platinum Multivitamin được thiết kế cho tất cả mọi người, từ đàn ông, phụ nữ, những người đam mê thể hình cho đến các vận động viên thể thao và bất cứ ai muốn tăng cường sức khỏe tổng thể.